Ngon. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Săn Bắt và Ẩm Thực. Hôm nay chúng tôi sẽ làm món ghẹ hấp sả ớt. Ghẹ đã được rửa sạch. Gia vị có sả, ớt, đường, mì chính và nước mắm. Cho một chút nước mắm, 2 thìa mì chính, 1 thìa đường. Ghẹ sẽ trộn đều với gia vị và ướp 15 phút. Cho nước vào để hấp. Ghẹ sẽ hấp và đun sôi 10 phút là được. Ghẹ đã được hấp và đun sôi 10 phút. Đã chuyển sang màu vàng. Nhìn màu rất đẹp. Mùi thơm lắm. Đây, nhìn rất ngon nhé. Ghẹ rất lắm thịt. Trứng, ghẹ trứng. Bé đôi nữa. Đấy, miếng thịt không? Ngon ạ. Gia vị thấm ngấm đều. Ăn rất vừa. Như vậy là tôi vừa giới thiệu xong món ghẹ hấp sả ớt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.